Na ơi, con đang làm gì đấy? Con xem tivi nhiều không tốt đâu. Hãy qua đây và đi thăm cánh đồng lúa cùng ông nào. Đồng lúa rộng quá ông ạ. Con phải tính xem cánh đồng này rộng bao nhiêu cm vuông mới được. Ha ha ha, một cánh đồng rộng thế này mà con lại tính bằng cm vuông sao? Vậy con sẽ tính bằng mét vuông. Mà không, to như thế này con phải tính bằng km vuông mới được. Ồ, cháu gái của ông linh hoạt ghê. Nhưng thường những khu đất lớn, người ta sẽ tính bằng hecta, chứ không tính theo đơn vị km vuông đâu cháu gái ạ. À, Hecta là gì? Mà sao cháu chưa nghe thấy bao giờ? vậy ông sẽ đưa cháu đến lớp để nghe cô giảng thật kỹ và thực hành cùng các bạn nhé.